chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn thời gian qua tại nhiều địa phương đã xảy ra các cơn sốt đất giá đất tăng giọt với những lời đồn thổi càng làm cho thị trường bất động sản rối loạn, kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó nhiều hộ dân bị sập bẫy lừa đảo với các dự án ma. Câu chuyện truyền thanh sốt đất ảo của tác giả Kim Mỹ đề cập và phản ánh vấn đề này. Qua câu chuyện truyền thanh này, mong rằng người dân phải hết sức tỉnh táo trước những lời đồn thổi về diễn biến bất thường của thị trường đất đai. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Kim Liên, dài dì tư nổ, tường duy dài từ, duy hằng dài tám đất, hồ trải dài chú hai, ngọc loan đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại ruộng dì tư nổ, sáng nay như thường lệ dì tư đi thăm đồng thì bỗng thấy nhiều người ăn mặc giống dân thành phố tụ tập tại khu đất quang phía trước. Ủa, ai mà vu đông vậy ta? Mấy ông khuyến nông mình biết mặt hết trơn, còn mấy người này sao lạ quắc vậy cả Giống dân thành phố quá Bà chủ ơi Miếng ruộng này của ai vậy bà chủ Trời trời Hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ Mới lần đầu tiên tôi được người ta kêu bà chủ Cậu em ở đâu tới đây vậy Hỏi miếng ruộng này của ai chi vậy Của tôi đó Có gì không Tôi đóng thuế đầy đủ hết nha Mấy chú tới đây hỏi vụ thuế đó hả Dạ không Có ở thành phố Ủa Bộ bà chủ chưa hay gì sao Hay cái gì Mà thôi Đừng có kêu tôi bằng bà chủ nữa nghe mắc cỡ lắm kêu dì tư được rồi trước sau dì á dì tư cũng là bà chủ thôi biến ruộng của dì tư á vô quy hoạch rồi quy hoạch làm sao dạ thì nguyên khu vực này nhà nước sẽ mở sân bay nè mở đường cao tốc nè mở chợ nè mở bệnh viện nè mở trường học nữa nè nguyên khu vực này á sẽ lên đời nay bay ôi ai lên đời chứ gì lên không nổi có miếng ruộng làm vụ đặng vụ rớt nghèo bà cố luôn chứ có lên gì đâu còn nói vậy mà dì Tư chưa nắm hả? Vậy nè, miếng ruộng này bán đi á thì dì Tư lên đời. Cái gì? Nè, tôi cử nha. Ruộng tôi đang làm, tự nhiên kêu tôi bán làm sao? Hứ, tôi ghét ai á kêu tôi bán ruộng, bán nhà lắm đó nghe. Bán ruộng lấy gì ăn? Muốn cả nhà tôi chết đói hả? Dạ, ý con không có phải vậy. Mà ý con á muốn cho dì Tư bớt cực khổ. Con nhìn dì Tư á giống y như má con vậy. Má con cũng ở dưới quê, làm lụng cực khổ qua năm suốt tháng nhưng mà không có dư toàn là mặc đồ cũ người ta cho không hả à? ấy vậy mà bây giờ má con mặc toàn là đồ hiệu còn dòng vàng thì đỏ tai luôn thì chắc cậu thành đạt nên cậu lo cho mẹ cậu chứ gì dạ không má con còn lo cho con đó chứ con nói thiệt nha má con đưa vốn bạc tỷ cho con làm ăn đó gì tư vậy hả má con trúng số hả dạ không má con trúng đất á trúng đất là sao thì chỗ má con từ tỉnh mà lên thành phố nên nhà nước đầu tư làm đường xá ngon làm dữ lắm Đất ruộng của má con tự dưng có giá Bà bán được mấy tỷ lận đó Trời, dữ vậy hả? Hèn chi nhiều người tự nhiên lên đợi cái rột Là do trúng đất sao? Dạ, con nói thiệt gì Tư nghe vụ này nha Tin này là bí mật lắm đó Gì mà bí mật? Nếu bí mật thì đừng có nói Nhưng với dì Tư không có sao Và càng phải nói cho dì biết Là vậy ha, con có đứa bạn làm trên tỉnh Nó mới xì ra cho con biết Khu vực này nằm trong dự án nên đất ở đây bây giờ là đất vàng Dân ở đây lên đợi rồi Vì thành bà chủ không mấy hồi á Đây á là số điện thoại của con nè Vì có thay đổi ý định á Báo cho con nghe Con sẽ tới liền á Vậy mấy người bu rần rần đằng kia Là cũng đi mua đất hả Dạ lính của con đó Nhiều người ở xóm này á bán đất cho tụi con hết rồi Hèn chi hỗn rài á Tôi nghe người này người kia nói á Mà tôi không có tin Ở đây á là chỗ khỉ ho cò gái Sao mà dân tứ xứ tới đây mua đất làm chi thì đất của dì tư á nằm trong dự án nên họ tìm tới mua con nói thiệt dì tư nghe nha đất ở đây á là đất vàng vì trúng đất á trở thành tỷ phú đó gì mà cứ tỷ phú hoài miếng ruộng này á cậu mua bao nhiêu mà nói uh, tôi là tỷ phú thì một công á con mua một trăm triệu mười công á thì một ngàn triệu là một tỷ đó Dì có giấy tờ không có chứ vậy nếu có mười công là tôi có tới một tỷ lần hả trời 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 Đất tôi thiếu điều muốn bỏ quang Mấy năm nay làm thất hoài Tôi trồng cỏ nuôi bò không hà Tự nhiên bây giờ có một tỷ trong tay hả Thì con thấy gì cực khổ như má con Nên con thương Con mua cao một chút Chứ người khác á con mua chừng 500 triệu Người ta mừng hấm bán liền Vậy hả còn hơn trúng số nữa hả Xài sao cho hết Vậy dì Tư đồng ý bán rồi hả Từ từ tôi còn hỏi chồng con tôi nữa Đâu có hô một cái là bán liền được Vậy dì Tư á dì bàn với chồng con đi Mai trả lời con hen Mai hả? Gấp vậy à? Dạ, vì tụi con á, làm thủ tục sang tên giấy tờ lâu dữ lắm Dì tranh thủ đi nha Nguyên khu vực này à, con mua hết rồi Hay là con đặt tiền cọc trước cho dì Tư nha Đây, 10 triệu nè, dì cầm đi Khoan khoan, chưa chi mà lấy tiền cọc thì đâu có được Thì dì cứ cầm đi cho con yên tâm Nếu dì không bán, mai mốt dì trả tiền cọc lại cho con Thì cũng có làm sao đâu Nhưng mà nãy giờ tôi nổ đó thôi tôi có một công chứ không phải một chục công đâu Vậy không có sao Bao nhiêu con cũng mua dì cứ cất tiền đi Cảm ơn cậu nha Ngày mai cậu tới thì tôi hát Ok Vậy con cảm ơn dì Tư <laughs> Vô rồi Dì Tư cầm 10 triệu Trong lòng vô cùng vui mừng Vì lần đầu tiên có được số tiền lớn Nhất là dì không ngờ kiếm tiền lại quá dễ như vậy Trên đường về nhà Dì Tư gặp chị Tám Đất chị tám hồ hởi mời dì tư vào quán uống cà phê dì tư dì tư uống gì nè cảm giác nghe gì uống cam giác đi cho nó mát mà dì tư nè cái miếng ruộng của dì tư đó dì tư bán cho con đi con mua sát giá luôn dì không có thiệt đâu trời ơi sao bữa nay hết người này tới người kia đòi mua miếng đất quan của tôi vậy cà bộ có người hỏi mua đất của dì tư rồi hả thì mới hồi nãy nè rồi dì tư bán chưa 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 bác Mô Phật à, hên quá trời luôn á. Tám, bay chuyển qua nghề mua bán đất hồi nào vậy? Lâu rồi, mà nói thiệt gì tôi nghe nha. Con làm chơi mà ăn thiệt mấy miếng đất rồi đó. Hãy cứ sang tay á, là kiếm vài chục triệu, sẽ re. Kiếm vài chục triệu, mà bây nói dư kiếm vài chục ngàn vậy? Đó. Thì vậy đó, không có nghề gì mà mau vào bằng mua bán đất hết trơn á. Nè, nể tình gì cháu thân thiết, nên con mới cho dì hay cái tin này nè nha. Bạn con á, làm ở ngoài trung ương á, Nói á, chỗ này quy hoạch làm đường cho máy bay chạy đó Ủa mà máy bay sao chạy dưới đất ta Thì máy bay khi chuẩn bị có cánh hay hạ cánh Thì nó phải chạy trên đường là đường băng đó vậy. Con quen với mấy ông Trung ương Nên tin này là chính xác trăm phần trăm mà nghe Nhưng tiền đâu con có giữ vậy Tám Bạc tỷ đó Con có người tài trợ Trời ai tài trợ dữ vậy Thì ngân hàng chứ ai Làm nghề này vốn bao nhiêu cũng không đủ Hên á, à, là con có người quen trong ngân hàng nên họ cho con vay con mới có vốn đó chứ mà có thiệt đất chỗ này mai mốt á thành đất vàng không tám không là đất vàng á thì cũng là đất bạc à bây giờ miếng đất của dì hả cả trăm triệu đó bán cho con đi con trồng tiền liền làm giấy tay cũng được luôn nhưng mà dì tư lỡ bán rồi bán rồi hả bà nội vậy mà nãy giờ bà nói chưa bán bán ai cho người mới quen từ thành phố về <laughs> bà nổ vừa thôi nha bà nội Thì tư nổ cho sướng miệng Nhưng nổ mà có thật Đây 10 triệu nó đặt cọc rồi đây nè Đặt cọc rồi hả Nhưng mà không sao Mai nó tới á Vì nói dưỡng tư Không cho bán thôi Thôi không được đâu Vì không phải là lộ người ngược ngạo Trước sau như một hà Ôi ừ, Vậy là coi như Bị phỏng tay trên rồi Một tháng sau mới sáng sớm chị Tám đã hốt quản tới kêu cửa nhà dì Tư. Dì Tư ơi chết con rồi. Dù gì mới sáng sớm mà mặt mày mét chằn vậy. Con mất tiền rồi dì Tư ơi. Dì có tiền cho con mượn đỡ đi. Tiền gì mà mất rồi mất bao nhiêu? Mấy chục tỷ. Cái gì? Mấy chục tỷ? Tiền để đâu mà mất dữ vậy? Ăn trộm lấy hả? Không phải. Con bị lừa. Mày lừa người ta thì có. Chứ ai lừa được mày? Dân <laughs> có má mặt ở đây mà. Ai mà ngờ cái đám ồn dịch đó Tự nhiên ở đâu về đây Phao tin đất này có dự án làm sân bay Làm phi trường gì đó Con tưởng thiệt con Mượn tiền ngân hàng đi mua đất Ai về Đất ma đất quỷ không à Đâu có dự án nào đâu Ai mà đồn Cái miệng con đồn chứ ai Con nói á Con có bạn làm tuốt ở ngoài trung ương Xì cái tin này mà Không lẽ bay cũng xạo Thì con nghe người này người kia nói Con cũng bắt trước nói theo Đặng bán cho được giá Mấy lần trước á, con mua bữa trước 200 triệu. Bữa sau á, con sang tay bán được 250 triệu luôn á. Cũng nhờ con nổ á, đất này nằm trong diện quy hoạch. Bây giờ con ôm xô mấy mẫu đất, bán không ai mua. Trong đó có miếng đất của dì Tư nữa. Ủa, sao có miếng đất của dì? Dì bán rồi mà. Thì con mua lại của ông Tự. Ông mua dì Tư có hơn trăm triệu à. Con mua lại của ông hai trăm triệu. Nhưng bây giờ con bán á, thì không ai mua. Vậy thì sao nó không trả tiền cho Tư ta Ủa ổng còn thiếu gì bao nhiêu 30 triệu Thằng quỷ này á lời miếng đất của dì cố mạng Mà không trồng tiền đủ cho dì Cứ hẹn nói giấy tờ chưa xong Nó trốn đi rồi Còn đâu mà chung tiền cho dì Trời đất ơi sao dì dễ tin như vậy nè trời Cũng vì thấy tiền ham quá Không chịu nắm thông tin cho chắc Cứ nghe người này người kia Đồn đất dự án Nên hai người giờ trắng tay đó Dì Tư còn vớt giác được mấy chục triệu. Còn con thì vay mượn ngân hàng. Chết chắc rồi chú hai ơi. Con thấy quỷ bàn dựng tấm bản đó là con hết hồn rồi. Bản gì? Ủa, chị chưa thấy hả? Đi lệ chỗ đó coi cho rõ. Thằng kia kìa, tấm bản đỏ chét đó. À quên, tôi có chụp nè, chị đọc đi. Cảnh báo dự án ma. Khu vực này hiện không có bất kỳ dự án nhà ở nào được cấp phép thực hiện đề nghị bà con cảnh giác, tránh tiền mất tật mang. Mọi thông tin cần biết, đề nghị liên hệ tại quỹ ban xã. Hèn chi, con tám chẳng nói đất nó bây giờ, bán không con ma nào thèm mua. Cũng tại mấy người ham tiền quá, không hỏi kỹ càng, cứ nghe đồn nên mất của vì sốt đất ảo. Hồi trước á, thiên hạ tập trung mua bán đất ở các đô thị lớn, bây giờ cơn sốt đất lại đổ về các tỉnh, các huyện dân đầu cơ đất hay lắm mình mà lơ mơ là mất đất mất tiền cũng vì ham hốt tiền chó lẹ mà bây giờ con muốn tự giận rồi chú hai ơi con nhớ chú dặn không chú nói coi chừng sốt đất ảo con không tin giờ hậu quả đó con thấy nhiều người mua nên con nôn chú hai ơi nhiều người đón đầu quy hoạch dự án rồi thu gom mua đất ruộng để bán kiếm lời còn bà con nông dân mình á đa số vì cái lợi trước mắt đã bán ruộng vườn của mình. Bây giờ gặp dự án ma, ruộng bán rồi, lấy gì làm ăn đây? Mà anh nay nay thổi giá đất lên, như thổi bong bóng, tới lúc căng quá, nó bể cái bụp thì tanh bành luôn. Bây giờ con không dám về nhà nữa chú ai ơi, ông xã con đập con chắc chết quá chú ơi. Anh làm trên xã, anh có biết cách nào để tôi lấy lại tiền bán đất của thằng Từ không? Cách nào bây giờ? Hai người tự buôn bán thỏa thuận miệng với nhau, có ai biết mà quản lý? giờ chỉ còn cách lên công an xã trình báo thôi còn con thì sao chú hai chú có cách nào không chú với con hả thì bó tay cái tội con tung tin đồn làm giá đất tăng chóng mặt làm rối loạn thị trường làm mất an ninh trật tự địa phương nữa chưa phạt là may lắm rồi đó trời ơi bây giờ không có đất làm ruộng thì lấy gì ăn đây tám ơi còn nợ cả đóng ngân hàng nữa tôi đã nói rồi nhưng mấy người không tin Mấy tay đầu nậu tung tin sốt đất ảo mà mấy người cứ tranh nhau, kẻ mua người bán như cái chợ tôm tươi. Kết cuộc, người thì không còn ruộng vườn người thì bị lừa đảo người thì nỡ nần trọng chất. Làng quê yên tĩnh ngày nào, bây giờ lao đao vì cơn sốt đất ảo này đó. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh sốt đất ảo của tác giả Kim Mỹ đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin được khép lại quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt